Jisoo là một học sinh cấp 3 bình thường, tài đức vẹn toàn, lại còn khiêm tốn, là học sinh gương mẫu trong mắt của thầy cô và bạn bè. Ước mơ của Jisoo là thi được vào Sky của Hàn Quốc, cũng chính là một trong ba trường đại học hàng đầu, Đại học Seoul, Đại học Korea, Đại học Yonsei. Từ trước đến nay, cậu luôn trải qua một cuộc sống bình thường. Nhưng bố của cậu lại là một tay nghiện cờ bạc. Mẹ cũng vì thế mà bỏ nhà đi. Từ đó, cậu trở thành đứa trẻ bị bỏ rơi. Vì để đóng học phí, Jisoo đã làm một công việc bán thời gian. Cậu khám phá ra một cái app, đóng vai trò làm người môi giới cho những cô gái trẻ lầm đường lạc lối, bảo vệ bọn họ trong thời gian mua bán mại dâm. Cậu lấy biệt danh là ông chú để đứng đằng sau kiểm soát mọi chuyện. Hôm nay, ứng dụng chó Shiba truyền tới một tin nhắn cầu cứu. Cô gái trẻ tên Sungmi này bị một ông chú biến thái trói vào bồn tắm để chụp ảnh. Jisoo lập tức thông báo cho chú Wang Chun. Ông ấy là nhân viên chuyên ra mặt để bảo vệ cho những cô gái mua bán mại dâm. Wang Chun tiến lên cho tên biến thái vài cái tát, sau đó cứu Sungmi ra ngoài. Jisoo thông qua máy biến giọng, đưa cho cô hai lựa chọn. Một là để tên biến thái bồi thường cho cô 2 triệu won tiền tổn thất tinh thần, hai là đánh anh ta thêm một trận nữa. Nhưng moi cả người tên biến thái ra cũng chỉ có vỏn vẹn 320.000 won. Sungmi lựa chọn phương án thứ hai. Xử lý xong chuyện này, Jisoo nhận phần tiền của mình ở trong tủ giữ đồ. Giống với những học sinh cấp 3 bình thường, Jisoo cũng có crush. Baeguji rất được yêu thích ở trong lớp. Thành tích ưu tú, năng động vui vẻ, thể thao cũng rất giỏi. Bố mẹ còn là chủ tịch của công ty giải trí, giống như cô gái được ông trời ưu ái. Nhưng cậu không hề biết, Guji cũng có bộ mặt thứ hai của mình. Vì áp lực từ bố mẹ, dưới lớp vỏ bọc vui vẻ bên ngoài là một trái tim chất chứa đầy gánh nặng. Thậm chí cô còn đi ăn trộm để giải tỏa bớt áp lực. Trong thời gian ra chơi, Jisoo bị thầy chủ nhiệm gọi tới phòng làm việc, thuyết phục anh tham gia câu lạc bộ nghiên cứu vấn đề xã hội. Vốn dĩ Jisoo không có hứng thú, nhưng lúc biết được hiện tại câu lạc bộ mới có một mình Guji, cậu bèn ra vẻ miễn cưỡng đồng ý, mặc dù trong lòng đang vui gần chết. Guji mời cậu cuối tuần đi ăn. Vì cuộc hẹn với Guji, cậu đã tạm ngưng công việc một ngày, nhân tiện bảo ông chú Wang Chun sửa cho cậu con máy điện thoại già cỗi của mình. Cô bạn cùng lớp với Jisoo, Minhee cũng là một sugar baby làm việc cho cậu. Vì muốn đưa tiền cho cậu bạn trai tiêu, nên cô mới làm chuyện này. Hôm nay, cái ốp điện thoại phiên bản giới hạn cô vừa mua cho bạn trai đã bị trộm mất. Đúng lúc đang bực tức vì chiếc ốp, lại nghe được Sungmi lấy được kha khá tiền từ tên biến thái, đầu cô liền nảy số. Cô không chặn số điện thoại được chia sẻ trong nhóm, mà tự mình nhận đi khách với tên biến thái kia. Nhưng trong phòng không chỉ có một mình tên biến thái, mà anh ta còn gọi hai trợ thủ tới nữa. Sau khi trói Minhee lại xong, anh ta bảo Minhee gọi Wang Chun tới. Anh ta phải trả thù Wang Chun. Lúc đang ăn cơm cùng với Guji, Jisoo đã nói cho cô biết tình hình gia cảnh của mình. Guji lại cảm thấy cậu rất đỉnh. Chuyện này làm Jisoo rất cảm động. Guji rất có hứng thú với công việc làm thêm của anh. Công việc gì mà có thể giúp một học sinh không bị ảnh hưởng tới việc học mà lại vừa được kiếm tiền chi tiêu đầy đủ cho cuộc sống. Nhưng Jisoo không thể nói với cô được. Đúng vào lúc này, app Shiba truyền tới tín hiệu cầu cứu của Minhee. Nhưng ông chú Wang Chun lại đang sửa điện thoại. Trong lúc cấp bách, Jisoo để Guji ở lại đó, thông qua định vị, tìm tới chỗ của Minhee. Nhưng mà cậu đến trói gà còn không chặt thì làm được gì đây? Suy nghĩ một hồi, cuối cùng cậu vẫn báo cảnh sát. Nhìn thấy cảnh sát đến, tên biến thái vội vàng bỏ chạy. Nữ cảnh sát gõ cửa phòng, mở cửa ra lại là một người đàn ông trung niên. Hóa ra, Jisoo không đưa số phòng thật cho cảnh sát. Nhân cơ hội này, Minhee cũng chạy thoát được. Nhưng nữ cảnh sát vẫn thấy được bóng lưng của cô. Nhìn dáng vẻ hình như là trẻ vị thành niên. Mặc dù cuộc điện thoại báo cảnh sát này không chính xác, nhưng cô vẫn ghi nhớ chùm móc khóa trên cặp của Minhee. Giải quyết xong chuyện thì cũng đã là nửa đêm rồi. Jisoo ngồi ở trong phòng học làm bài cả đêm, sau đó ngủ gục luôn trên bàn học. Guji là người đầu tiên tới lớp. Trong đầu cô vẫn luôn có một kế hoạch, nhưng cô cần phải có rất nhiều tiền. Nhìn Jisoo đang say giấc nồng, cô lén lút lấy chiếc điện thoại chuyên để làm việc của cậu đi. Loại công việc lương cao, cô nhất định phải có được nó. Buổi trưa, Guji lại tới tìm Jisoo, hy vọng cậu có thể giới thiệu cho cô. Đương nhiên là Jisoo không thể nói thật được, chỉ trả lời ngập ngừng qua loa cho lấy lệ. Thấy vậy, Guji bèn từ bỏ cách đánh trực diện, tiến hành chiến thuật đi đường vòng. Lúc thêm Jisoo vào nhóm của câu lạc bộ, cô đã âm thầm ghi nhớ mật khẩu điện thoại của cậu. Jisoo lấy tiền xong, cuối cùng cũng phát hiện ra chiếc điện thoại làm việc của mình không thấy đâu nữa. Cậu hoang mang tột độ, vội vàng dùng điện thoại hàng ngày để định vị, phát hiện ra chiếc điện thoại kia vẫn ở trong trường. Nhưng cậu tìm thế nào cũng không thấy. Lúc đi qua Minhee, cậu phát hiện ra chiếc điện thoại của cô rất giống chiếc điện thoại cậu bị mất. Do cả hai người cùng thuộc một tổ chức, nên đều dán hình con chó Shiba lên camera của điện thoại. Lúc định giật lấy chiếc điện thoại, Jisoo đã làm rơi chiếc bánh kỷ niệm 100 ngày mà cậu bạn trai Minhee chuẩn bị. Cậu bạn trai tên là Kite. Cậu ta cũng biết ca hát nhảy nhót và chơi bóng rổ. Còn biết rap hay không thì không biết. Cậu ta đánh Jisoo một trận. Minhee lại nhớ lại sự bất lực của bản thân lúc gặp phải tên biến thái kia, nên đã chạy lại ngăn bạn trai lại. Nhưng Kite không hề có ý định tha cho Jisoo.
Đúng vào lúc này, ông bố nghiện cờ bạc của Jisoo xuất hiện, Kite bèn bỏ đi. Vốn dĩ ông ta tới tìm cậu là vì ông ta hy vọng con trai có thể chuyển tới sống cùng với ông ta. Nhưng Jisoo đã thất vọng vì ông ta quá nhiều lần rồi. Mỗi lần ông ta nói như vậy đều là vì muốn tiền mà mẹ cho cậu. Đúng vào lúc hai người bọn họ đang cãi nhau, Guji đi ngang qua bên ngoài quán. Jisoo cũng phát hiện định vị của điện thoại ở ngay xung quanh đây. Cậu đi theo định vị đến một quán net. Guji đang xem album ảnh của chiếc điện thoại, bên trong có rất nhiều bức ảnh ngốc nghếch của Jisoo. Càng đáng kinh ngạc hơn là có bức ảnh chụp những tờ tiền chất đầy trong tủ. Đột nhiên, điện thoại thông báo yêu cầu công việc của Minhee. Cô tiện tay nhấn đồng ý. Lúc đang định đi ra ngoài, cô nhìn thấy Jisoo đang tìm điện thoại, liền biết được hai chiếc điện thoại có gắn định vị với nhau. Cô tắt chức năng định vị, làm Jisoo tốn công đi vô ích. Lúc Minhee tiếp khách, trong đầu cứ luôn hiện ra hình ảnh của tên biến thái. Áp lực tinh thần quá lớn khiến cho cô đau đớn ngã lăn ra sàn. Wang Chun đoán chắc là cô đang bị hoảng loạn, đã không còn phù hợp làm công việc này nữa. Nhưng Minhee lại không chịu nghe lời khuyên của ông, kiên quyết nói mình có thể làm được. Tất cả chuyện này đã bị Guji đi theo định vị nghe thấy toàn bộ. Không tìm thấy chiếc điện thoại kia, Jisoo chỉ đành dùng chiếc điện thoại cũ hồi trước liên lạc với chú Wang Chun để bảo ông ấy tạm dừng công việc. Đúng vào lúc này, chiếc điện thoại kia gọi tới. Đối phương cũng đã dùng máy biến đổi giọng nói. Guji đã biết công việc làm thêm của Jisoo là gì từ lâu rồi. Hình như cô phát hiện ra chuyện gì đó rất thú vị nên đã dùng chuyện này để uy hiếp Jisoo học tiếng chó kêu. Jisoo cảm thấy hình như mình gặp phải tên điên rồi, bèn chửi rủa đối phương một hồi. Ngày hôm sau, Jisoo không tới lớp, điện thoại bị một tên điên nhặt được, khiến cậu cực kỳ lo sợ. Cậu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi đây, ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Là Guji, thầy chủ nhiệm bảo cô tới xem sao cậu lại không tới lớp. Nhìn thấy chiếc vali, cô đoán được Jisoo sắp chạy mất, bèn mượn cớ vào nhà vệ sinh, gọi cho Jisoo một cuộc điện thoại nói, nếu muốn lấy lại điện thoại thì đi tới cửa tiệm bên cạnh trường học đợi đi. Sau khi đợi Jisoo đi, Guji bèn lục lọi vali của cậu. Tiền của Jisoo đều ở đây cả, nhưng cô lại không lấy. Cho người ta con cá không bằng chỉ người ta cách câu, cô hiểu đạo lý đó, nhưng bố của Jisoo thì lại không. Lúc ông ta thu dọn đồ đạc thì phát hiện ra tiền của cậu, háo hức như một đứa con nít nhận được túi kẹo. Ông ta không cần biết số tiền này từ đâu mà có, cũng không quan tâm số tiền này có ảnh hưởng gì đối với con trai. Để ông ta nhìn thấy rồi thì đều là của ông ta hết. Trước khi đi, ông ta còn giẫm chết con ốc mượn hồn cưng của Jisoo. Guji lao ra muốn ngăn ông ta lại, nhưng bố Jisoo đã cướp một cái xe đạp của ông bảo vệ. Guji đuổi theo không kịp. Jisoo trở về vừa hay đứng đối diện với bố, nhưng cũng chỉ đành chân chân nhìn số tiền học phí bị cuỗng mất. Cậu cũng nhìn thấy Guji đang cầm chiếc điện thoại kia của mình. Trong cùng một ngày bị cả người thân và crush phản bội, Jisoo buồn mà Jisoo không nói. Hơn nữa ở trường học, cậu còn trở thành đối tượng bắt nạt mới của Kite. Guji đã giải vây giúp anh, nói mình đang hẹn hò với Jisoo. Quyền lực của Guji ở trường cũng không nhỏ. Cô nói như vậy làm cho Kite không dám làm càn. Guji dẫn Jisoo đi làm quen với một số người bạn ở câu lạc bộ judo. Tiền mất rồi thì có thể kiếm lại. Muốn kiếm được đủ tiền trước khi thi đại học thì chỉ cần tuyển thêm nhân viên là được rồi. Nếu như cậu có thể bán phụ nữ, vậy thì sao không thể bán đàn ông chứ? Nhưng Jisoo không coi trọng ý kiến này lắm. Thông qua người bạn trước đây của bố, Jisoo biết được địa chỉ của bố. Guji vẫn không buông tha cho cậu, đi theo cậu như cái đuôi. Bọn họ lật tung cả căn phòng của ông bố báo đời lên, nhưng vẫn không tìm thấy tiền đâu. Lục lọi cả nửa ngày, hai người đã mệt gần chết, vô thức ngồi trên sàn ngủ quên mất. Sáng sớm hôm sau, Jisoo mở mắt, phát hiện ông bố quý hóa của mình quay về rồi. Không thèm nhắc đến máu đào hay máu mủ tình thân, ông bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Hai người bọn họ cho ông ta giật điện cho khôn ra. Jisoo hỏi ông ta, tiền học phí đi đâu rồi, tốt nhất là nên nói thật. Không sợ đồ ngu, chỉ sợ đồ ngu mà còn dùng não đi báo đời. Tất cả tiền đều bị ông ta đầu tư hết vào tiền ảo. Cái này vừa nhìn đã biết là loại đầu tư lừa gạt, nhưng ông ta lại vẫn dương dương tự đắc, tin rằng nhất định sẽ kiếm được tiền. Lúc này, đột nhiên máy tính hiện lên một dòng chữ. Định giá lỗ lãi của ông bố âm 91%, hơn nữa vẫn còn tiếp tục hạ. Guji bảo ông ta mau bán tháo đi, chặn được tổn thất kịp thời. Nhưng ông bố không đồng ý. Sao ông ta có thể thua như thế được? Trong lúc đang tranh giành, chiếc máy tính bị rơi xuống đất. Bố Jisoo bỏ tới, liên tục gào khóc. Nhìn thấy cảnh này, Jisoo chán nản, thậm chí còn muốn chặt luôn đầu của ông bố cặn bã này. Nhưng cuối cùng cậu vẫn bỏ qua. Guji không dám tin cậu lại cứ bỏ đi như thế. Chuyện này cứ bỏ qua nhẹ nhàng như vậy thôi sao? Nhưng Jisoo còn có thể làm gì nữa đây? Dù sao thì cái tên chết tiệt đó là bố của cậu. Lúc quay về, Guji trả chiếc điện thoại lại cho Jisoo. Ở bên khác, Sungmi tới tìm ông chú Wang Chun. Bởi vì ông chú mãi mà không giao việc nên bọn họ sắp thành con đỗ nghèo khỉ tới nơi rồi. Vậy nên cô muốn kéo Wang Chun bắt đầu lại từ đầu, mặc kệ cái ông chú nào đó đi. Nhưng Wang Chun không đồng ý, bảo cô đừng có khiến cho mọi chuyện phức tạp lên nữa. Buổi tối, Wang Chun nhận được điện thoại của Jisoo, bảo ông có thể bắt đầu công việc lại được rồi.
nhưng Wang Chun lại nói, lương của tháng này vẫn chưa phát, khất nợ lương thì không làm việc được. Trong lúc bất lực, Jisoo đành đi tìm một công việc khác làm thêm, làm công cho người khác. Nhưng tiền kiếm được sau khi trả chi phí sinh hoạt cũng chỉ dư lại vài đồng bạc lẻ. Nếu cứ là việc rồi tiết kiệm như này thì có khi cậu phải tiết kiệm đến mùa quýt mới đủ. Guji ngồi nói bóng nói gió với Minhee, biết được chuỗi vốn của Jisoo đã bị đứt nên không làm việc được nữa. Cô bèn mang con ốc mượn hồn mới mua tới để xin lỗi cậu, còn đầu tư vốn cho cậu để bắt đầu làm việc. Nhưng số tiền này không phải miễn phí, Guji muốn trở thành đối tác với Jisoo. Jisoo từ chối ngay lập tức, cậu cảm thấy Guji chỉ muốn tìm một chút thú vui mà thôi. Do ban ngày đi học, buổi tối đi làm nên Jisoo không được ngủ đủ giấc. Trong lần thi giữa kỳ, ngay cả điểm 5 cậu cũng không đạt được. Tên học rốt ngồi bàn trên hình như phát hiện ra điều gì đó bất thường nên đã lấy bài kiểm tra của cậu đưa cho cả lớp xem. Còn cười nhạo Jisoo, thành tích trước đây của cậu chắc là do gian lận nên mới được nhỉ. Áp lực tích tụ mấy ngày gần đây bùng phát ngay đúng lúc này, Jisoo đấm tên đó một phát. Bây giờ, cậu chẳng còn gì để mất nữa, bèn tìm tới Guji, đồng ý hợp tác với cô. Hôm nay, Minhee lại tới tìm Wang Chun tán dóc, bởi vì cô cảm nhận được sự quan tâm của người lớn lâu ngày không gặp từ ông. Wang Chun lại khuyên cô đừng có làm công việc này nữa. Ông ta đã điều tra qua về Minhee rồi, mặc dù bố mẹ đã mất, đang ở nhờ nhà người cô, nhưng người cô đó cũng không ức hiếp cô. Không thiếu ăn thiếu mặc, cô chẳng có lý do gì để làm công việc này cả. Nhưng Minhee vẫn cứng miệng. Wang Chun đi nhận điện thoại của ông chú, sau đó quay lại bảo cô có thể bắt đầu công việc rồi. Minhee ngồi đờ ở đó không động đậy. Cùng lúc này, tên học rốt bị Jisoo đánh tới tìm Kite. Cậu ta ở cùng một hội với Kite. Nhưng vì có Guji, nên cậu ta không dám quang minh chính đại đi báo thù. Kite rất có kinh nghiệm trong chuyện này. Đừng để cho người bị hại biết là do ai làm là được rồi. Bôi keo dính lên trên ghế, hắt mực vào tủ đựng đồ, một loạt những chuyện này xảy đến, bức người ta tới mức tự sát cũng chẳng phải chuyện gì khó hiểu cả. Chỉ cần không có chứng cứ, ai cũng không thể khẳng định chuyện là do bọn họ làm. Đến cả giáo viên cũng sẽ không nghi ngờ bọn họ, bởi vì trước mặt thầy cô, lúc nào hình tượng của bọn họ cũng đều là con ngoan trò giỏi. Lúc ăn cơm, Guji lại mời Jisoo gia nhập câu lạc bộ judo. Trong trường này không chỉ có mỗi cậu ấy là người xấu, có người bán lại thuốc lá miễn thuế, có người thu phí rồi cho học sinh tự do quay cóp, còn có người ngủ với cả giáo viên. Người trong câu lạc bộ judo có kinh nghiệm với loại chuyện này, tiền tiêu vặt của bọn họ đều lấy từ mấy phú bà cả. Nhưng dù vậy thì Jisoo vẫn cứ không đồng ý, chuyện này không thể nào thành công được. Về lớp học, cậu vừa đặt mông xuống thì cái ghế tự dưng hỏng, trên mông còn bị dính phải keo. Kite đã bắt đầu trả đũa cậu, nhưng Jisoo chẳng thèm để tâm, tiếp tục công việc tú bà của mình. Guji thì cứ như một đứa trẻ con hay hiếu kỳ, suốt ngày đứng bên cạnh xem cậu làm việc. Bệnh nghề nghiệp lại tái phát, cô háo hức quảng cáo cho đám người trong câu lạc bộ judo một chút nhưng lại bị bọn họ cười nhạo. Jisoo cũng không tiếp tục im lặng nữa. Cậu giải thích cho cô biết tiền mà cậu kiếm được đến từ việc bảo vệ các chị khi họ đi tiếp khách. Còn đám người trong câu lạc bộ judo hoàn toàn có thể tự bảo vệ được bản thân, chẳng cần đến bộ phận trung gian như cậu làm gì. Cuối cùng, Guji chỉ đành từ bỏ con người có suy nghĩ trưởng thành này. Kite thấy mấy trò bạo lực học đường bình thường không làm khó được Jisoo thì lại nghĩ ra một chiêu khác. Đó chính là bỏ đồ của người lớn vào trong ba lô của cậu ấy. Lúc Kite và đám bạn đang hút thuốc thì bị nữ cảnh sát phát hiện. Cô là cảnh sát trong khu vực mấy trường học gần đây, trước đây ở trong tổ trọng án. Kite còn cho rằng nữ cảnh sát giống mấy bà cô hay lo chuyện bao đồng nên định ra dạy dỗ cô một chút. Nhưng vừa nhìn thấy thẻ cảnh sát của cô ấy, Kite lập tức lật mặt, quay ra nhặt hết tàn thuốc rồi co giò bỏ chạy. Nữ cảnh sát nhìn thấy móc khóa trên ba lô của Minhee, chợt nhớ lại sự việc báo cảnh sát lần trước, nhưng cô quyết định tạm thời giữ im lặng. Kite vừa trở về liền chạy đến phòng làm việc tìm thầy trưởng khoa, báo với thầy ấy rằng có người hút thuốc trong trường. Thầy trưởng khoa vô cùng biểu dương cậu học sinh ngoan này, bắt đầu đi kiểm tra từng lớp một. Jisoo không hề biết trong cặp mình có chứa đồ của người lớn, nhưng trải qua chuyện của bố, cậu có tạm thời nhét tiền vào trong cặp, nhất định không được để chuyện này lộ ra. Minhee cũng rất hoảng loạn, bởi vì thuốc lá điện tử của cô cũng nằm trong cặp, Kite không hề nói trước cho cô biết về chuyện này. Điều may mắn là, vấn đề của Jisoo lớn hơn cô ấy rất nhiều, mà đầu óc cậu cũng nhanh nhạy hơn cô. Jisoo đột nhiên đứng bật dậy, nói thầy trưởng khoa không được động đến quyền riêng tư của người khác. Nhưng thầy trưởng khoa nào chấp nhận được việc quyền uy của mình bị động chạm. Thầy ta cứ nhất quyết đòi kiểm tra ba lô của Jisoo. Đúng vào lúc này, còi cảnh báo trong trường kêu ầm lên. Thầy chủ nhiệm ngăn hai người lại và cho các học sinh nhanh chóng giải tán. Sau chuyện này, thầy trưởng khoa check camera mới biết là Guji đã nhấn còi cảnh báo. Guji nửa giả nửa thật nói rằng vì áp lực quá lớn nên cô mới làm như vậy để được mọi người chú ý. Guji và Jisoo không giống nhau, thầy trưởng khoa không dám xử lý cô. Chuyện này cũng coi kết thúc tại đây, nhưng về sau phải giấu tiền ở đâu lại trở thành một vấn đề. Guji nghĩ ra một nơi vô cùng tốt, đó chính là ghế sofa trong văn phòng câu lạc bộ. Dù sao thì thầy chủ nhiệm cũng sẽ không dọn dẹp đến tận chỗ này, giấu tiền ở đây sẽ an toàn hơn ở nhà. Lúc ra ngoài, hai người đụng phải mẹ của Guji. Bà ấy tưởng Jisoo là bạn trai của Guji nên gọi cậu vào nói chuyện một lúc. Lúc này,
Jisoo mới biết Woojie từng cố tự sát nhưng bố mẹ cô cứ nghĩ cô làm vậy là để thị uy với bố mẹ. Bên trong KTV, Minhee đang tham gia chúc mừng sinh nhật bạn trai. Bởi vì dạo này không đi làm nên cô chỉ có thể tặng cho cậu ta một chiếc mũ rẻ tiền. Kite nhìn món quà sinh nhật rẻ rúng này thì lập tức sụ mặt. Minhee cũng cáu lên, nhưng Kite mới đùa một chút là cô đã lập tức nở hoa trong lòng, chẳng còn giận dỗi gì nữa. Lúc Kite và bà chủ hút thuốc, Minhee nghe cậu đàn em nói chuyện lục soát cặp sách đều là do Kite gây ra. Cậu ta không hề quan tâm đến Minhee. Minhee không thể chịu nổi loại chuyện này. Cô xông lên mắng Kite một trận rồi lập tức chạy ra ngoài. Vừa chạy đến cửa thang máy thì cô đụng phải Sungmi. Nhìn đám học sinh ở phía sau, Sungmi cũng không chào hỏi gì cô ấy mà đi thẳng đến gặp bà chủ club. Thì ra KTV chẳng phải nơi đơn giản, ban ngày hát hò còn ban đêm thì bán dâm. Trải qua chuyện ông chú dừng kinh doanh, Sungmi định tự mình mở một đường dây riêng. Cô đã thuyết phục được vài chị gái dưới trướng ông chú, nhưng bà chủ KTV quyết định từ chối cô. Trước mắt, bà ấy không hề có ý định thêm thành viên, thế nhưng bà ấy vẫn đưa cho cô một tờ danh thiếp. Người trong danh thiếp có lẽ sẽ cần đến cô và các chị em của cô. Cùng lúc này, Woojie đến công ty của mẹ. Ở đây đang tuyển chọn nhân vật tài năng. Cậu chàng hot boy ở trên sân khấu đang không ở trong trạng thái tốt nhất nên bị chuyển từ nhóm A sang nhóm B. Thấy Woojie đến, đại biểu Choi bắt đầu động tay động chân với cô. Ấy vậy mà mẹ của Woojie vẫn làm như không thấy gì. Nhìn cậu hot boy trên sân khấu, Woojie lại lóe lên một suy nghĩ. Cậu hot boy tụt xuống nhóm 2 nên không thể đóng nổi tiền ký túc, mà cậu cũng ngại xin tiền người nhà. Cô nghĩ cậu ấy có thể thay thế người trong câu lạc bộ judo nên bảo Jisoo gửi tin nhắn quảng cáo lôi kéo cậu ấy vào hố. Sau đó đổi cho Wang Chun một chiếc iPad mới, sự nghiệp tú bà của bọn họ bước sang một chiến trường mới. Buổi sáng ngày hôm sau, Minhee đụng mặt Jisoo. Vì còn bực chuyện ngày hôm qua nên cô đem chiếc mũ kia tặng cho Jisoo. Jisoo chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn nhận lấy. Khi đến văn phòng câu lạc bộ với Woojie, cậu phát hiện bên trong còn có hai người khác, là nữ cảnh sát và Minhee. Thầy chủ nhiệm đã sắp xếp để hai người họ ở đây. Căn phòng này không chỉ là văn phòng câu lạc bộ mà còn là phòng thẩm vấn. Woojie lấy lý do bọn họ có hoạt động câu lạc bộ ra thử dừng cuộc trò chuyện của hai người kia lại. Nhưng nữ cảnh sát lại gọi điện cho thầy chủ nhiệm, sau đó lịch sự đuổi khéo bọn họ ra ngoài. Jisoo cứ thấy bất an trong lòng, cậu luôn cảm thấy chuyện này có liên quan đến công việc của cậu. Cậu kiên trì bám lên trên cửa nghe lén, và chuyện đúng như những gì cậu nghĩ. Nữ cảnh sát đang nghi ngờ Minhee là gái mại dâm, trên tay cô ấy còn có video nhà nghỉ ngày hôm đó. Nghe đến đây, Minhee lo lắng đến phát run. Nữ cảnh sát bảo đảm sẽ không tiết lộ chuyện hôm nay ra bên ngoài. Cô chỉ muốn biết Minhee có cần giúp đỡ gì hay không thôi. Đúng lúc Minhee chuẩn bị mở miệng thì Jisoo xông vào phòng. Cậu nói rằng cảnh sát không được hỏi sâu vào đời tư của học sinh. Woojie cũng lấy điện thoại ra gọi cho cấp trên của nữ cảnh sát, tố cáo nữ cảnh sát đang xử sự với học sinh như tội phạm vậy. Hiển nhiên là vị cấp trên đó muốn nhân nhượng cho xong chuyện. Ông ấy làm cảnh sát trường không biết bao nhiêu năm, làm to thêm một chuyện chi bằng bớt quản một chuyện cho nhẹ người. Vì vậy, ông ấy bảo nữ cảnh sát dừng lại. Woojie khuyên Jisoo nên khai trừ Minhee vì cô ấy vẫn còn là trẻ vị thành niên. Nếu bị cảnh sát bắt được thì sẽ không chỉ còn là trò đùa nữa. Jisoo cũng đồng ý với Woojie. Cậu bảo Wang Chun format lại điện thoại của Minhee nhưng Minhee không cam tâm. Cũng không biết cô ấy nghĩ thế nào mà cứ muốn ở trong group việc làm đó mãi trong khi không còn đi làm nữa. Ngày hôm sau, nữ cảnh sát lại gọi điện đến cho Minhee. Cô ấy hy vọng có thể nói nốt cuộc trò chuyện còn dang dở lần trước. Nhưng sau hai lần làm mẫu của Jisoo, Minhee đã biết dùng pháp luật để bảo vệ bản thân. Minhee cảm thấy chiêu này thực sự rất hữu dụng. Cô bèn lôi Jisoo đi gặp Wang Chun, cô muốn bảo vệ quyền lợi công việc của mình. Nhưng đứng trước mặt Wang Chun, Jisoo chẳng là cái gì cả. Ở bên khác, bà chủ KTV đang ngồi chơi game, ông xã của bà ấy không ngừng làm trò để thu hút sự chú ý của bà xã. Nhưng bà ấy không để ý đến ông ta. Da Jeon hết cái đùa, cầm vào điện thoại của vợ. Đột nhiên ông ta phát hiện bà xã đang cắm sừng mình. Mà app bà ấy dùng là app Shiba. Ông ta giả vờ làm bà xã nhắn tin cho đối phương. Cậu hot boy nhận đơn xong lập tức tìm đến địa chỉ. Nhưng đến nơi, cậu lại phát hiện toàn bộ căn phòng đều được bọc kín bằng túi ni lông. Mặc dù Da Jeon là một tên chỉ biết đi lấy lòng bà xã, nhưng cũng là một xã hội đen đích thực. Chuyện giết người ông ta cũng đều làm hết rồi. Ông ta không hề biết người nhắn tin với ông ta chỉ là người trung gian, cứ tưởng rằng cậu hot boy này đã dụ dỗ bà xã mình. Ông ấy trói cậu chàng trên giường, định mổ xẻ người cậu. May mà bà chủ chạy vào cảnh cáo ông ta không được làm loạn, vì ngày mai người bên bất động sản sẽ qua đây. Mà Da Jeon cũng nhận ra, bà xã không hề quen biết gì cậu hot boy này, ông ấy đã bắt nhầm người. Sau đó Da Jeon thả cậu hot boy ra, từ cậu hot boy tìm đến chỗ Wang Chun. Nhìn biểu cảm của cậu chàng, Wang Chun biết sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Ông bảo Jisoo và Minhee nhanh quay về nhà, nhưng Minhee cứ bám giết không buông. Đúng lúc này, một đám người bao vây xung quanh bọn họ. Wang Chun ra hiệu bảo hai người nhanh chạy đi, một mình ông sẽ xử lý đám người đó. Mặc dù Wang Chun võ nghệ đầy mình, nhưng dẫu sao tuổi tác cũng đã lớn, thể lực có hạn nên vẫn bị đàn em của Da Jeon hạ gục. Sau đó, Da Jeon còn bổ một dìu lên lưng của ông ấy. Jisoo tới giúp Wang Chun chạy trốn,
nhưng cuối cùng, chính cậu lại bị bọn họ tóm lại. Nhìn thấy app Shiba trong máy của Jisoo, Dazeon thử gửi một tin nhắn, lập tức, máy của Jisoo sáng lên. Minhee lấy điện thoại gọi cho nữ cảnh sát, đưa Wang Chun đến bệnh viện. Nữ cảnh sát hay tin còn một học sinh nữa mất tích thì vô cùng lo lắng. Nhưng Minhee vừa phải chịu một cú sốc tinh thần rất lớn nên không thể trả lời lại câu hỏi của bà. Mà kể cả cô ấy có đủ bình tĩnh để trả lời thì cũng chẳng biết hiện giờ Jisoo ra sao rồi. Cùng lúc này, Jisoo đang bị trói lại, vẫn là căn phòng quen thuộc đó. Dazeon lại chuẩn bị bắt đầu công việc mổ xẻ của mình. Nhưng vừa hay, bà chủ KTV đưa người bên bất động sản đến, phát hiện ông xã vẫn làm loại chuyện này, bà lập tức chửi cho ông ta một trận. Dazeon cũng cáu lên, chất vấn chuyện bà xã ngoại tình. Thế nhưng, bà chủ KTV không hề quen biết gì Jisoo cả. Bà ấy quay ra hỏi ngược lại chuyện Dazeon dám động vào điện thoại của bà ấy. Trước khi đi, bà còn hất một cốc nước vào mặt ông ta. Lại bắt nhầm người nữa rồi. Dazeon vô cùng bất lực, quay ra kể lể cuộc sống định nọt bám váy vợ. Jisoo ra hiệu bảo ông ấy thả mình ra. Bây giờ Dazeon mới để ý, đang định cởi trói cho Jisoo thì đột nhiên ông ta hỏi, có phải thực sự Jisoo và bà xã không cắm sừng ông ta không? Rõ ràng tin nhắn ông ấy gửi đi được gửi đến máy của cậu mà. Jisoo giải thích rằng cậu chỉ là người trung gian trò chuyện mà thôi. Dazeon nghe xong thì vô cùng hứng thú với hình thức công việc mới lạ này. Nhưng khi nghe một đống danh từ chuyên môn lạ hoắc như thiên thư thì đàn em của ông ta đề nghị thà giết Jisoo đi cho rồi. Hiện tại cậu ấy đã biết được quá nhiều thứ. Vì để bảo toàn tính mạng, Jisoo đề nghị giúp bọn họ bắt đầu hoạt động kinh doanh này. Dazeon bây giờ mới ảo não chuyện làm Wang Chun bị thương. Không có sự đồng ý của ông chú mà đã tự ý cướp người như vậy quả không đáng mặt dân giang hồ. Jisoo đành phải nói cho họ biết rằng ông chú là một người khác. Nhận được điện thoại của Jisoo, Guji cũng đã đoán được tình hình phía cậu. Biết Jisoo sẽ phải làm việc cho mấy người kia một quãng thời gian, Guji thấy rằng cơ hội đã đến. Vì Sungmi đã kéo bớt người đi nên hiện tại đang thiếu nhân lực, mà Dazeon bọn họ lại có không ít người, hai bên có thể trở thành đối tác làm ăn. Sau khi đã an toàn, Jisoo gọi điện cho thầy chủ nhiệm, báo cho thầy biết cậu đã bình an vô sự. Trải qua chuyện này, Minhee cũng đã suy nghĩ lại, cô nói cho bạn trai biết chuyện mình bán dâm, nhưng Kite chỉ trách cô tại sao lại nói chuyện này ra ngoài. Thì ra cậu đã sớm biết tiền của Minhee từ đâu mà có. Kể cả như vậy thì cậu cũng vẫn rất thanh thản mà tiêu số tiền này của cô. Minhee hoàn toàn thất vọng, cô quyết định chia tay với Kite. Mà lúc này, Guji cũng đang cãi nhau với Jisoo. Dazeon bọn họ vô cùng nguy hiểm, không nên hợp tác lâu dài với bọn họ. Guji nói rằng, người trong group đều đã out hết rồi, nếu như vẫn còn muốn làm tiếp thì bắt buộc phải tìm khách hàng mới. Jisoo nhất thời không biết nên làm sao, cậu cứ ngây ngốc ngồi ở chỗ cũ. Minhee đã mấy ngày không đến trường, cô liên tục ở bệnh viện chăm sóc Wang Chun. Chuyện đầu tiên Wang Chun muốn làm sau khi tỉnh lại chính là tìm chiếc điện thoại cũ của mình. Minhee giúp ông ấy đi tìm, nhưng tìm cả ngày trời vẫn không thấy. Cô liền chạy đến chỗ mấy chị em cùng làm việc với mình khi trước, bảo ông chú gọi điện cho Wang Chun. Mà hiện giờ, chiếc điện thoại đang nằm trong tay nữ cảnh sát. Cô ấy nghe thấy cuộc trò chuyện của Minhee và Wang Chun nên tự ý giấu điện thoại đi. Điều này không hề đúng với trình tự tư pháp. Hiện tại, Wang Chun đang là người bị hại, cấp trên cũng khuyên nữ cảnh sát đừng điều tra sâu thêm nữa. Đúng lúc này, ông chú gọi đến. Nữ cảnh sát thử nhắn tin hỏi một câu. Jisoo thấy có điểm, lập tức tắt máy. Nữ cảnh sát cảm thấy sự việc ngày càng kỳ lạ. Rốt cuộc sao Minhee lại quen biết được với Wang Chun, rồi tên ông chú này lại là ai nữa? Cô nghi ngờ đây là một đường dây mua bán mại dâm, nhưng chừng đây vẫn chưa đủ để thi hành lệnh bẻ khóa điện thoại. Sau khi nghe cấp trên khuyên ngăn một hồi, nữ cảnh sát đành phải trả điện thoại lại. Thế nhưng cô vẫn xin cử hai người đến giám sát Wang Chun. Cùng lúc này, Guji nói với Jisoo, ngày mai Dazeon muốn gặp cậu ấy. Jisoo than phiền rằng Guji quá giả nhân giả nghĩa, lúc nào cũng trốn ở phía sau như vậy sướng thật. Nói trắng ra, cho dù xảy ra chuyện gì, với gia cảnh của cô ấy thì cũng không thể bị liên lụy. Guji bị lời này chọc cho bực mình, nên nói rằng sẽ tự mình xử lý chuyện này. Sau khi Guji đi, Jisoo đến chỗ giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ, sau đó đến bệnh viện thăm chú Wang Chun và nói chuyện với Minhee. Minhee muốn nói mọi chuyện với cảnh sát, dù sao ông chú mới là đầu sỏ, cảnh sát cũng sẽ không làm gì cô ấy. Chú Wang Chun bị người ta chém thành như thế, chuyện này cũng nên kết thúc rồi. Nhưng Jisoo không đồng ý, viện cớ ông chú sẽ ra tay với Minhee để gạt bỏ suy nghĩ của cô ấy. Guji đến nơi hẹn với Dazeon thì đã thấy Jisoo đang nói chuyện với ông ta. Jisoo vẫn không cho Guji nhúng tay vào chuyện này, vì vậy Guji đã tùy cơ ứng biến, giả làm người phục vụ ngồi ở bên cạnh. Dazeon bảo Jisoo nghỉ học về làm việc toàn thời gian cho mình, nếu không ông ta sẽ phanh thây cậu. Sau đó ông ta còn đưa cho cậu một món quà để cậu tặng cho ông chú. Sau khi Dazeon rời đi, Jisoo như hồn siêu phách lạc, dường như mơ ước của cậu đã bị thiêu rụi. Khi ngồi đợi xe với Guji, Jisoo không nói câu nào cả, còn bỏ lại hộp quà ở điểm dừng xe. Guji mở ra xem thì thấy trong đó có rất nhiều cuộn tiền giấy. Cô bỏ số tiền này vào trong văn phòng của câu lạc bộ. Nhưng mà muốn lấy số tiền này đâu có dễ, Dazeon đã đặt định vị ở trong đó. Vụ hợp tác mà không biết người đứng sau là ai thì thật sự rất không an toàn.
ông ta đi theo định vị đến chỗ Guji, sau đó đánh ngất cô rồi đưa cô lên xe. Dazeon cảm thấy IQ của mình bị xúc phạm một cách nặng nề vì ông ta đã bị hai đứa con nít danh lừa gạt. Vì thế ông ta đã dùng Guji để uy hiếp Jisoo gửi định vị cho ông ta sẽ cho người đến đón. Tiếp theo nên làm thế nào đây? Đương nhiên là nam thì giết, còn nữ thì bán rồi. Nhưng vợ ông ta không đồng ý. Vốn dĩ bà ta chỉ nghĩ Dazeon đang làm loạn mà thôi. Nhưng nghĩ kỹ lại, kinh doanh trên mạng cũng có chút thú vị. Nhìn thấy điện thoại của ông chú, bà ta cười tươi như hoa. Hai đứa này vậy mà lại dùng tiền dẫn mối mại dâm để đóng học phí. Lúc này, Guji cũng tỉnh lại. Dazeon nói cho cô biết số phận của mình, đợi Jisoo đến sẽ biến hai người thành học sinh mất tích, rồi làm việc toàn thời gian cho ông ta. Tiếng còi xe từ bên ngoài truyền vào, đàn em đã đưa Jisoo đến. Lúc Dazeon kéo Guji ra khỏi xe, cô lập tức dùng con dao ở trên xe đâm cho ông ta vài nhát. Sau đó còn cầm dao kề cổ vợ ông ta, khiến ông ta không dám manh động. Jisoo cũng nhân lúc tên đàn em không chú ý, dùng súng điện đánh ngất hắn ta, sau đó lái xe lao vào bên trong, cứu được Guji mà không gặp bất cứ rủi ro nào. Trước khi lên xe, Guji còn tiện tay cầm luôn chiếc điện thoại của ông chú đi. Nhưng tình huống của hai người vẫn rất nguy hiểm. Dazeon biết bọn họ học ở trường nào, còn biết được nơi ở của Jisoo, bất cứ lúc nào cũng có thể đến báo thù. Sau khi hai người thiêu hủy chiếc xe, thì đi tìm một khách sạn ở tạm trước. Sau đó phải làm gì thì cần phải suy nghĩ thật kỹ. Trải qua lần vào sinh ra tử này, tình cảm của hai người cũng tăng lên. Khi môi của hai người gần chạm vào nhau, thì tiếng còi cảnh sát ở dưới lầu đã cắt ngang bọn họ, ai ngờ đó chỉ là tiếng còi của xe cứu thương. Jisoo cười mãi rồi bật khóc. Giờ cậu như con chim sợ cành, trời xui đất khiến thế nào mà lại đi đến bước này. Cậu không muốn làm nữa. Nhìn Jisoo bên bờ sụp đổ, Guji cũng rơm rớm nước mắt. Ở bên này, nhờ sự giúp đỡ của Min-hee, Wang Chun tránh được sự giám sát của nữ cảnh sát, đi tìm chiến hữu trước kia của mình. Ông ấy cần dưỡng thương một thời gian. Min-hee cảm thấy chú Wang Chun đang đánh lạc hướng mình để tiêu diệt đám xã hội đen đó. Cô kiên quyết phản đối. Bây giờ chú Wang Chun bị thương nặng như thế, nếu như còn ra tay với đám người đó có khi sẽ chết luôn mất. Nếu như ngày mai cô không thấy chú Wang Chun đâu thì sẽ đi báo cảnh sát. Nhưng ngày hôm sau khi cô tỉnh lại, vẫn không thấy chú Wang Chun đâu. Min-hee cũng không nói suông, cô nhanh chóng đi tìm cảnh sát, tố cáo băng đảng xã hội đen của Dazeon. Xe của Dazeon rất dễ nhận ra, là một chiếc Itaza. Cảnh sát trích xuất camera, sau đó đã tìm ra xe của ông ta. Còn Ki-tae đã dùng ảnh của Min-hee để hỏi trong các nhóm hẹn hò, cậu muốn biết người mua bạn gái mình là ai. Cũng không biết đang còn sớm mà cậu ta định đi đâu. Guji dùng số của ông chú để gửi cho cậu ấy một tin nhắn. Lúc trước Ki-tae hỏi cô có biết chuyện của Min-hee không? Mà lúc này, Guji dùng tiền mua chuộc mấy học sinh, lừa bọn họ vào một phòng hát karaoke. Chuyện của Jisoo do cô mà ra thì cũng nên do cô kết thúc. Cô đặt điện thoại của ông chú lấy từ chỗ Dazeon ở đây. Tôi thấy ông chú là Dazeon là hợp tình hợp lý nhất. Nhưng khi cô vừa để điện thoại xuống, quay đầu lại đã nhìn thấy Dazeon. Hắn ta đánh cô một cú khiến chân cô bị thương. Lúc hắn ta muốn đánh chết Guji, Ki-tae dẫn theo một đám du côn đứng ở dưới lầu hò hét kêu hắn ta đưa ra một lời giải thích. Guji nhân cơ hội cầm bình chữa cháy lên phun vào mặt Dazeon, rồi khập khiễng bước ra ngoài. Ki-tae cũng không kiên nhẫn kéo cả đám vào trong quán karaoke, đánh nhau với đàn em của Dazeon. Lúc này, chú Wang Chun cũng lao vào trận chiến, đánh nhau với đàn em của Dazeon. Bên phía cảnh sát cũng bắt đầu xuất phát, mọi chuyện càng ngày càng trở nên hỗn loạn. Guji chạy nửa ngày trời, cuối cùng vẫn bị đàn em của Dazeon chặn lại. Đúng lúc này, Jisoo chạy đến cứu Guji, nhưng hai người vẫn bị Dazeon bắt được. Thấy tình hình trở nên nguy hiểm, chú Wang Chun lết tấm thân tàn đứng dậy, một cú đấm vật ngã tên đàn em. Dazeon sợ tái mặt lùi về phía sau. Lúc này Jisoo run rẩy nhận ra chú Wang Chun, nhưng ông ấy lại yếu ớt nói sau này không bao giờ gặp lại nữa. Sau đó chú ấy đuổi theo Dazeon lên đến sân thượng, nhưng không ngờ bị hắn ta đánh lén. Chú Wang Chun không nói lời nào, im lặng đạp cho hắn một cái. Sau đó chú ấy đè Dazeon xuống dưới người, đấm từng đấm vào mặt hắn ta. Chỉ một lúc sau, hắn ta đã không động đậy được nữa. Không lâu sau, cảnh sát cũng đến hiện trường, phát hiện ở đây đang xảy ra ẩu đả, liền nhanh chóng gọi cứu viện. Cảnh sát còn phát hiện trên sân thượng có hai người chết. Đúng vậy, chú Wang Chun cũng chết rồi. Mà chiếc mũ Jisoo đánh rơi cũng bị Ki-tae nhặt được. Đám côn đồ bị cảnh sát dẫn về đồn để thẩm vấn. Vợ Dazeon đem hết mọi chuyện phi pháp đổ lên đầu ông ta. Bọn họ còn chưa đăng ký kết hôn, không tính là vợ chồng. Vì thế cảnh sát không có lý do gì để giam giữ bà ta. Tên đàn em không thể nào tin nổi mà quay lại nhìn bà ta. Và cái danh ông chú đương nhiên cũng bị úp lên đầu Dazeon. Nữ cảnh sát hỏi Ki-tae tại sao lại làm loạn ở đó, đồng thời bà ấy nghi ngờ việc này là do chú Wang Chun xúi giục. Nhưng Ki-tae không quen biết chú Wang Chun, bất đắc dĩ đành nói ra sự thật là vì Min-hee. Sao chuyện này lại có liên quan đến Min-hee được? Min-hee biết tin chú Wang Chun đã chết từ chỗ cảnh sát. Cô nhớ lại nụ cười của chú ấy thì bật khóc không thành tiếng. Lúc quay lại trường học, Min-hee nói chuyện của mình cho mấy người chị em tốt. Nhưng cô không hề nhận được sự an ủi, mà ngược lại,
trở thành đối tượng bị bắt nạt. Lúc này, Jisoo đến giải vây giúp cô ấy. Cậu muốn biết Minhee đã nói mọi chuyện cho cảnh sát chưa? Minhee cảm thấy rất tức giận. Nếu không phải Jisoo ngăn cản, chú Wang Chun đâu phải đi đến bước bỏ cả mạng. Nói không chừng chuyện này cũng kết thúc rồi. Nghe tin chú Wang Chun đã chết, Jisoo chết sững tại chỗ. Về đến nhà, Jisoo nôn khan không ngừng. Guji hẹn cậu ra ngoài và nói cô sắp phải rời khỏi đây để đi Úc. Guji đã dùng băng ghi âm của TU để uy hiếp bố mẹ lấy được một số tiền lớn. Cô còn bảo Jisoo đi cùng mình. Thật ra Jisoo đã dao động, nhưng cậu không thể thuyết phục mình rời đi như thế này. Ở bên này, nữ cảnh sát vẫn chìm trong mớ bòng bong. Cấp trên khuyên bà ấy đừng quản nhiều chuyện như thế, mấy ngày nay tiếp đón phụ huynh đã đủ làm họ kiệt sức lắm rồi. Trước khi đi còn bảo cô trả lại những chiếc điện thoại đã tìm được, chuyện này kết thúc tại đây. Nữ cảnh sát suy nghĩ cả một đêm. Ngày hôm sau lúc bà ấy đến trường học thì điện thoại của Da Jeon chợt kêu lên. Là định vị của cái hộp quà đó, cái này khiến cho nữ cảnh sát tò mò nên đã đi theo để tìm kiếm. Mà lúc này, Jisoo đang nói chuyện với thầy chủ nhiệm. Cậu muốn nói ra mọi chuyện, nhưng tiếng chuông vào học đã cắt ngang lời cậu. Trong giờ học, thầy chủ nhiệm bị nữ cảnh sát gọi ra ngoài, Jisoo thấy thế thì hoảng lên, nhanh chóng chạy đến văn phòng câu lạc bộ. Nhưng bên trong sofa đã trống không, Minhee thấy cậu ấy có gì đó không đúng. Lúc cô trốn ra ngoài hút thuốc thì bị Kite bắt gặp. Bởi vì chuyện đánh nhau mà Kite sắp phải nghỉ học. Nhưng cậu ấy chẳng cần gì cả, chỉ cần lời cảm ơn từ Minhee. Như vậy là bọn họ có thể làm lành rồi. Trời đất ơi, không biết não cậu ta làm bằng gì nữa. Minhee cũng lười phản ứng lại với cậu ta. Kite oán trách cô tại sao phải nói dối cảnh sát là cô không đến quán karaoke, biến cậu ta thành kẻ ngốc. Rõ ràng cậu ta đã nhặt được mũ của Minhee, nhưng cậu ta không ngờ Minhee đã tặng chiếc mũ này cho Jisoo. Khi về nhà, Jisoo viết hết lời thú nhận này đến lời thú nhận khác. Nhưng cậu vẫn cảm thấy rất hoảng loạn, bây giờ nhận tội có quá muộn không? Nhớ đến lời mời của Guji, cậu lấy điện thoại ra định gọi cho cô ấy, nhưng Minhee lại gọi điện thoại đến trước. Cô chất vấn Jisoo tại sao hôm đó lại đến quán karaoke. Thấy không giấu được nữa, Jisoo vừa khóc vừa nói xin lỗi, còn nói mình không có ác ý, chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường mà thôi. Guji cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi. Nghe thấy những lời này, Minhee lập tức bị kích động. Nhưng cô vẫn cố bình tĩnh lại, cô chỉ nói bây giờ cô không muốn thấy cậu nữa. Nhưng khi Jisoo đến xin lỗi Minhee lần nữa, thì phát hiện cô đã ghi âm lại cuộc nói chuyện vừa rồi. Trong lúc tranh giành điện thoại, Minhee bị ngã xuống cầu thang. Nhìn thấy Minhee sống chết không rõ, Jisoo lấy điện thoại đi, hoảng loạn về nhà thu dọn đồ đạc. Còn Kite lại đến quán karaoke, bây giờ nơi này đã trống trơn. Từ miệng của bà chủ, cậu biết được sự thật. Sau đó cậu đến nhà Jisoo, cậu còn muốn gọi cả Minhee đến nói cho cô biết ai mới là đầu sỏ. Nhưng điện thoại của Minhee đang ở trong túi của Jisoo. Nghe thấy chuông điện thoại reo, Kite đổ hết đồ đạc trong túi Jisoo ra thì thấy điện thoại của Minhee có dính máu. Cậu hỏi Jisoo đã làm gì Minhee rồi, nhưng Jisoo không biết phải nói gì. Kite cầm chiếc kéo trên bàn rồi đâm mạnh vào người Jisoo. Vào thời khắc quan trọng thì Guji đến, cô cầm bình hoa đập vào đầu Kite khiến cậu ta hôn mê, rồi dìu Jisoo rời đi. Jisoo bảo cô mau chạy đi, còn mình ngồi ở góc tường chờ chết. Cuộc đời của cậu ấy đã bị hủy hoại rồi, nhưng Guji vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu. Guji không đồng ý, nếu muốn đi thì cả hai cùng đi, nếu không thì ở đây đợi sự trừng phạt của số phận đi. Hình như Jisoo đã nhìn thấy cái gì, cậu khẽ nở nụ cười. Minhee cũng không có chết mà được đưa tới bệnh viện. Khi nữ cảnh sát chạy đến nhà Jisoo bên ngoài chỉ còn lại một vũng máu. Hình ảnh xuất hiện cuối cùng chỉ có một bàn tay đang đổ nước. Extract Auricula đến đây là kết thúc. Trước mắt có hai cái kết có thể xảy ra, một là bà chủ đã đưa Jisoo đi, hai là thầy chủ nhiệm đã cứu Jisoo. Cá nhân tôi thích cái kết thứ hai hơn. Thầy chủ nhiệm từng nói với Jisoo, khi xuất hiện cục diện không thể giải quyết, sẽ có người giúp cậu ấy giải quyết. Mà trước đó thậm chí bạn còn không biết bên cạnh mình có người đó. Jisoo nhìn thấy bà chủ sẽ không nở nụ cười như thế, bà chủ cũng sẽ không tưới nước cho ốc. Jisoo và Guji đi đến bước đường này, ngọn nguồn là do thiếu sự giáo dục của gia đình. Thầy chủ nhiệm và nữ cảnh sát chỉ có thể làm được những việc mình có thể, bọn họ vĩnh viễn không thể thay thế bố mẹ. Mà những chuyện bắt nạt cũng chẳng phải hiếm, mỗi người đều có thể là người bắt nạt, nhưng cũng có thể là người bị bắt nạt. Bạn tự đặt tay lên ngực và hỏi bạn có từng bị bắt nạt chưa? Mà khi người bị hại xuất hiện, bạn sẽ không quan tâm hay là ra tay giúp đỡ. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Đăng ký kênh để nhận được video mới nhất nhé. Ông Mật xin chào và hẹn gặp lại.